Dạ, dạ, đó giờ cũng mười mấy năm rồi phải không? Dạ, cũng 20 năm rồi. Ồ, ừ, làm gì đâu có thể. Ở đây là chỗ này là không làm mua hay mua này. Học sinh đó, học lớp, học là bạn đó, học bạn đó vậy. À. Chú phải xuất hiện 5 giờ sáng. Bán là xuồng bằng xuồng. Bán bằng xuồng đi bằng xuồng. Cái cánh chợ đằng đẵng khi cũ bây giờ người ta dời đây hết hả? Cho ta chú thấy là đằng đẵng giờ chợ. Đi rồi kỳ đôi đúng rồi kỳ đôi chú lại có đi An Lộc đó, An Lộc là Bình Long có mấy trận chiến chú có đi hả?
Hàng Lộc hồi xưa đó. Ờ chợ đúng rồi, đúng rồi, chợ Hàng Lộc. Đó là chú có phải đi đó. Nhiều lắm, thành ra những bữa kỳ này chú đi những chỗ mà chú không đi, thành ra kỳ này chú ra Điện Biên Phủ nè, ra rồi Hà Nội mai qua Hà Nội đi Điện Phủ là Ninh Bình. Chú đi theo tour hay là tự đi? Không không, tự động đi, mấy đó nó tour ít lắm, nhất là Điện Biên Phủ. Every city in the flight. Hanoi here and then Hanoi here too. Gate number 17. Hanoi here too. Let's see, 15 minutes to fly to Hanoi. Yes, and the one before us is 7:10.
temperature to be cloudy. The ground temperature is 20 degrees Celsius. On behalf of Richard, I would like to thank you for flying with us, and we hope to be of service to you in one of our frequent flights. Thank you very much. Sing come on. Happy New Year. Quan kia không được cầu quá à. Thank you.
Thôi bắn rồi, bắn cầm rồi, bắn nhá. Chùa này chùa gì em? Sắp cái này đông lắm. Này có cái sông phố đâu phải đâu đi 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 sáng. Chân
xe Điện Biên Phủ. Mình cầm đi mẹ lên mẹ lấy cái nón. Ê, bến xe Điện Biên Phủ. Bến xe Điện Biên Phủ. À, nhận nghỉ trọ và giữ xe. Ê, vậy này nhà trọ nhiều lắm. Nhà nhà nghỉ trọ nè. Điện Biên Phủ. Điện Biên. Điện Biên, cũng ghê quá. Dữ dội quá. Điện Biên là miền hoa ban. Nè. Ồ, cái này cũng đẹp nè, cái này đẹp nè. Thank you.
đây là tượng đài Điện Biên Phủ. Tượng đài này trên đồi Diwon cao 16.6 m và nặng 220 tấn. Tượng bằng đồng tốn 47.000 tỷ đồng. Nói à, sao biết? Em hỏi. Biết nói tiếng Việt, biết nói tiếng đó. Giống như con nhỏ hồi giờ hồi tối hôm qua nó ngồi trên xe bus đó. Đây là tượng đài chiến thắng trên đồi Diwon. Đồi chiến thắng này đồi Diwon đây. Sở dĩ lập tượng đài này để kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, do cái này tượng đài này lập xây năm sau năm 2004, tức là sau từ năm 1954 đến 2004 là 50 năm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tượng đài này có 3 người lính chụm vào nhau và nâng một cô bé người Thái trên đó, nặng 220 tấn và cao 16.6 m. Làm bằng đồng. Tượng đài lớn nhất Việt Nam. Bé đúng rồi, em người Thái nè. Còn con cho nằm nó bắt ngồi vậy. Ngồi vậy à? Ừ, ngồi suốt. Nhưng mà nghe nói ngày Tết hay ngày thường? Ngày thường cũng vậy hả? Em không hiểu. Anh nghĩ chắc ngày thường cũng vậy. Ngày thường cũng vậy. Nói có xe còn chứa tới 100 người. Nhưng mà đi ban đêm nó làm cái thổi đó. Thấy dơ quá này nè. Thấy chứ đứng đây chụp thành phố nè. Cái vườn gì đẹp quá. Đây là nhà khách. Oh,
trường 7/5. Hoàng Cường 7/5 là ngày 7/5/54 là ngày thắng ngày thắng Điện Phủ. Đường đi đã đi không phải. Đến Thường Giáo. Cái đầu này đó cô hát chiếm rồi, nó về Vinh chiếm mà chiếm lại, chiếm đầu này nè, chặt mấy cái này sẽ tăng của Pháp quá. Thầy của gì nè, Pháp lần cũng kiên cố như vậy.
rồi quần kìa làm cái anh nhận như kìa. Cứ có cái có cây cầu đó đi. Long kìa đít phủ quần như bẩn. Quên là té đâu Long. Thằng té đâu ơi. Long lăn lộn ở đồi đây. Đồi dẫn người anh với thằng ấy chui vào đây. Khoan này khoát rồi. Chú
thằng xịt lỗ đó hả? Bằng cờ của bên Pháp này, bằng cờ của bên Pháp này. Bằng cờ của bên Pháp này, nó làm bằng cờ còn kiên cố lắm chứ phải dẫn sao? Xin mang à. Pháp mà hay đi quay đi làm lắm. Sao hôm nay không thấy thằng Pháp nào đây? Chẳng cần đi chỗ này. Còn bên Việt Nam không. Đó, còn con chú biết cũng dẫn đến đó. Chắc đi từ con sông thành phố đó. À, không biết. Và con đường mà chúng ta đang định bằng xe tăng và các loại xe cơ giới lên xuống đồi. Và bên thì con đường này được khép lại bằng một hàng rào chắn cơ động. Tất cả các hoạt động trên mạnh như súng ối, súng DKZ và trọng liên. Và bức hồ điêu đánh dấu cuộc đời phản kích, đồng thời cũng là phòng tuyến thứ hai của thực dân Pháp trên mặt đất này. Và trên bức hồ điêu có một số những phù hiệu của binh lính Pháp tham chiến tại Việt Nam và có những cái mỏ neo với dùng là nước Pháp là một nước giàu mạnh. Đơn vị tham chiến tại Điện Biên Phủ. Bây giờ chúng ta di chuyển lên đường. Đường rồi. Cái gì? Ở đây thì có cái này về chiến tranh Việt Nam thổ sở người dân Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử đó, bây giờ tới chuyện mấy thằng tàu nữa. Dân Việt Nam này tại dưới Sipai là phải
Sức cô. Mấy đứa nhỏ nhà mình nó về đây làm sao mà sống được. Khó lắm, khó sống lắm. Dân buồn mặt lắm. Nhưng mà thấy ở mấy cái làng quê tỉnh này, như con bé này nó bán hàng, nó nói chuyện rất là lịch sự nha. Có hai chị em à? Có hai chị em thôi. Ừ, hai chị em được người ta giới thiệu thì bà con với cái chị Nguyệt đó. Ở xanh gì xanh tự động nó không có. Nhưng mà ờ nhưng mà không đào nhiều đường hào xuống cánh đồng Mường Thanh.
không sự chống lại quyết liệt. Điều đội trưởng Phan Đình Giót xông lên lấy thân mình lẫn lỗ trong mai, tạo điều kiện cho đồng đội tiến vào tung thân. Sau 5 giờ 30 phút chiến đấu, trung tâm đề kháng Kim Lan hoàn toàn bị tiêu diệt. 2 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, quân ta mở cuộc tấn công vào trung tâm đề kháng Đồi Độc Lập. Đến 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3, trung tâm đề kháng Độc Lập bị tiêu diệt hoàn toàn. Địch cho một đơn vị bộ binh có xe tăng yểm hộ từ Mường Thanh tiến đến phản kích, nhưng bị pháo binh và bộ binh ta bắn thương vong một số, buộc chúng phải rút lui. Phát huy thắng lợi, 15 giờ ngày 17 tháng 3 năm 1954, pháo binh ta bắn 20 phát đạn đại bác vào căn cứ Bản Kéo. Hoang mang cực độ, tiểu đoàn Nguyễn Thái đóng ở đây kéo cờ trắng ra hàng. Ta kết thúc thắng lợi đợt tiến công mới nhất, bóc gọn lần vỏ cứng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, mở thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, duy nhất nghiêm trọng sân bay Mường Thanh, sáng một đòn choáng váng vào tinh thần binh lính địch. Từ chỗ quay cường pháo binh ta, Kirov chỉ huy pháo binh địch ở Điện Biên Phủ đã tự tử. Từ ngày 18 đến 30 tháng 3, bộ đội ta chuẩn bị tập tiến công mũi hai bằng cách xây dựng trận địa tiến công và bao vây. Những lượng hào trục quay xung quanh quân khu trung tâm và quân khu nam. Dưới phong đạn ác liệt, các lượng hào nhánh bắn tiến vào chiến tranh ở những điểm địch. Đêm 29 tháng 3, pháo cao xạ của ta cũng đã tiến vào trung tâm. Sau vài giờ chiến đấu, quân ta tiêu diệt các cứ điểm Thank you.
cái này cũng hay lắm cho cái xin nhờ on rồi xin nhờ gì không cũng có xin chắc bị thai rồi đó bị thai rồi đó các bạn nhớ điểm các thank you.
Thank you.